ba chòm sao tài năng và thông minh sẽ đạt được thành công sau năm 35 tuổi. Song Ngư. Song Ngư không chỉ thông minh nhanh nhẹn mà còn có khả năng học hỏi không ngừng. Họ thường giải quyết công việc một cách linh hoạt, nhạy bén và thấu đáo. Song Ngư luôn có thể đưa ra lời giải đáp cho mọi vấn đề mà người khác không thể làm được. Không những thế, chòm sao này cũng rất tài giỏi, sáng tạo. Họ có thể nghĩ ra nhiều điều mà người khác không thể nghĩ ra. Song Ngư cũng chú ý đến tiểu tiết và là người cẩn trọng trong mọi việc. Miễn là Song Ngư tập trung, chú ý vào công việc, họ rất ít khi mắc sai lầm. Đó cũng là nguyên nhân khiến Song Ngư sớm đạt được những thành công sau năm 35 tuổi. Được ở bên cạnh một anh chàng hoặc cô nàng Song Ngư có thể làm niềm vui, hạnh phúc của nhiều người. Market. Market thường là một người lạnh lùng, ít nói. Khi làm bất cứ việc gì, họ cũng cố gắng làm mọi việc một cách nhanh chóng và chính xác. Họ không chỉ sống có nguyên tắc mà còn rất có trách nhiệm. Chỉ cần Market quyết định bất cứ việc gì là ngay lập tức sẽ hành động và thực hiện đúng theo kế hoạch. Market là người thông minh, tài giỏi, ham học hỏi. Họ có thể giải quyết các vấn đề một cách thấu đáo. Không những thế, chòm sao này còn là người rất kiên trì. Khi xác định mục tiêu, họ sẽ kiên trì đến khi hoàn thiện mục tiêu, chứ không dễ dàng bỏ cuộc giữa chừng. Bọ cạp. Bọ cạp rất nhạy cảm và có cái nhìn sâu sắc về mọi việc. Họ có thể nhanh chóng nhìn ra bản chất của sự việc. Bọ cạp thường có suy nghĩ trước khi làm bất cứ điều gì. Không những thế, đây còn là chòm sao có giác quan thứ 6 siêu mạnh mẽ. Chỉ cần nhìn thoáng qua, họ cũng có thể giải đáp những vấn đề phức tạp. Bọ cạp thường thật thà, thẳng thắn và đáng tin cậy. Họ là hình mẫu xứng đáng ở nơi làm việc. Vì vậy, sau một thời gian làm nhân viên, bọ cạp có thể được cất nhắc lên vị trí lãnh đạo. Khả năng làm việc của bọ cạp đã thuyết phục được nhiều người. Vì vậy, sau năm 35 tuổi, chòm sao này thường có sự nghiệp ổn định, có thể mang đến cho gia đình một cuộc sống sung túc đủ đầy. Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm tham khảo.